nửa tin xuân đã sang. Ngàn hoa đã tươi, chim hót đã rộn ràng, tung cánh bay nhịp nhàng. Đám ong cây rau đang tươi, tràn lan đất trời. Làm hương xuân theo khắp nơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Xin chào mừng năm mới Bính Thân. Xin chúc mừng tuổi mới quý cha, các nam nữ tu sĩ, quý cố, quý ông bà và anh chị em. Giờ phút này chúng ta đang đứng trước thềm năm mới. Chúng ta đã từ giã năm Ất Mùi, từ giã con dê đầy tràn sự sung mãn, để sáng hôm nay hân hoan đón năm Bính Thân, năm con khỉ, một con vật có thân hình giống với con người nhất. Trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta hãy đặt tất cả tương lai của năm mới Bính Thân vào lòng thương xót của Chúa là người cha nhân lành, vào sự phù trợ của mẹ Maria Mân Côi bổn mạng giáo xứ chúng ta, để xin các ngài bảo trợ cho năm mới này. Lòng thương xót của Chúa và của mẹ Maria Mân Côi sẽ bảo đảm cho chúng ta được sống bình an, sống hạnh phúc. Tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, giờ phút này chúng ta hân hoan
khai mạc năm mới với thánh lễ cầu bình an cho toàn giáo xứ, cho các thân nhân, các ân nhân, cho rất nhiều gia đình hiệp lễ để tạ ơn Chúa, cầu xin ơn bình an, và cũng hiệp ý cầu cho các linh hồn gia tiên, các linh hồn mồ côi, linh hồn Agatha, Anton, Augustino, Đa Minh, Joachim, Gioan, Giuse, Ine và Matta, Lazaro, Madalena, Maria, Paulo, Ferro, Simeon, Teresa, Thomas và Vicente. Và để xứng đáng tham dự thánh lễ, chúng ta thành tâm sám hối tội lỗi chúng ta. Tôi thu nhận và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều. Lỗi tại tôi mọi đàng, vì vậy tôi xin các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trương tòa Thiên Chúa. Chúa chúng xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Oh, God.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới chúng con họp nhau đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa mở lượng hải hà, ban cho hết mọi người chúng con trong năm bính thân này được bình an mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hầu đang hưởng phúc lộc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy, Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa là Chúa chúng tôi, kỳ diệu thay danh Chúa, trên khắp cõi địa cầu. Lạy Chúa là Chúa chúng tôi, kỳ diệu thay danh Chúa, trên khắp cõi địa cầu. Khi con ngắm nhìn bầu trời, công trình tay Chúa tạo ra, chẳng sao mà Chúa đã định chỗ. Nhân loại là chi mà Ngài nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa để ý chăm nom. Để con người chỉ kém thiên thần một chút trang sức họ, bằng danh dự với vinh quang, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn vật dưới chân. Lạy Chúa là Chúa chúng tôi, vì diệu thay danh Chúa, trên khắp cõi địa cầu. Nào chiên bò đủ loài, ngay cả đến thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, với mọi loài bơi lội khắp đại dương. Lạy Chúa là Chúa chúng tôi, vì diệu thay danh Chúa, trên khắp cõi địa cầu. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em,
Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi. Chúa đã đến gần, anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin với tâm tình biết ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và mang lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen thì anh em hãy để ý. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, một hôm thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, có một nhà thần học nọ, sau nhiều năm mơ ước và cầu nguyện để tìm cho bằng được một lối sống tuyệt diệu trong đời đem đến hạnh phúc, thì một ngày kia ông đã tìm được câu giải đáp. Trong một giấc mơ, ông nghe có tiếng phán bảo ông: Hãy lên đền thờ, ông sẽ được như ý. Vừa bước lên nấc thang cuối cùng của thánh đường, ông gặp ngay một người hành khất đang đứng ăn xin. Áo quần rách rưới, mình mấy đầy những mụn nhọt. Động lòng thương nhưng không đem theo tiền, ông chỉ còn biết mở miệng chúc đôi lời: Hôm nay tôi cầu chúc anh một ngày tốt. Người hành khất nghe vậy liền mỉm cười đáp: Cảm ơn ông, nhưng mà tôi chẳng bao giờ gặp một ngày xấu cả. Nhà thần học biết mình nói hớ, bèn phải chữa lại: Vậy thì xin chúc anh được luôn vui tươi. Và người ăn xin đáp lại:
nhưng tôi có bao giờ buồn sầu đâu. Đến đây nhà thần học cảm thấy vô cùng bối rối, vì ông không thể hiểu được tại sao một con người xem ra khốn khổ như thế lại bảo không bao giờ buồn. Người hành khất mới giải thích: tôi luôn luôn vui tươi vì tôi thuộc về Thiên Chúa. Thánh ý của Ngài là lẽ sống của đời tôi. Đói hay rét, nắng hay mưa, yếu đau hay khỏe mạnh, tôi đón nhận tất cả như một món quà đến từ bàn tay của Thiên Chúa. Nhờ thế mà tôi luôn luôn được bình an và hạnh phúc. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong những ngày đầu năm mới này, chúng ta thường cầu chúc nhau được bình an và hạnh phúc. Thì sự bình an và hạnh phúc này không phải là cái gì cao xa, không phải là món quà từ trên trời rơi xuống, nhưng mà nó ở ngay trong tâm hồn chúng ta, ở ngay trong tầm tay của chúng ta. Cái bí quyết để sống hạnh phúc đó, người hành khất vừa rồi đã tìm được. Đó là: tôi luôn luôn vui tươi vì tôi thuộc về Thiên Chúa. Thánh ý Ngài là lẽ sống của đời tôi. Bí quyết để sống bình an và hạnh phúc đó là đón nhận mọi điều xảy đến như một món quà tặng của Thiên Chúa. Niềm hạnh phúc của cuộc đời thường được người Á Đông chúng ta gồm tóm trong ba chữ: phúc, lộc, thọ. Đó là điều mà chúng ta hằng mơ ước và cầu chúc nhau trong những ngày đầu năm này. Phúc. Đối với người Kitô chúng ta thì phúc đích thực đó là phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, phúc cho những ai có lòng trong sạch, phúc cho ai ăn ở thuận hòa, phúc cho ai bị bách hại, vân vân. Niềm hạnh phúc đích thực của người tín hữu Kitô chính là dốc trọn hết những gì mình có để được lấp đầy bằng chính Chúa. Hạnh phúc càng trào dâng khi chúng ta được kết hợp với Thiên Chúa. Rồi lộc. Lộc của người Kitô chúng ta là gì nếu không phải là từng biến cố, từng phút giây đang đến với chúng ta? Bởi vì tất cả đều là ân sủng của Chúa. May mắn, thịnh vượng hay rủi ro thất bại, giàu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay ốm đau, tất cả đều là ân lộc của Chúa. Bởi vì trong tất cả mọi sự, Ngài luôn tạo ra một cơ may để chúng ta có thể gặt hái được một hồng ân lớn lao hơn. Và thọ. Thọ đối với người Kitô hữu chúng ta là gì nếu không phải là từng phút giây qua đó chúng ta cảm thấy được hoan lạc vì sự hiện diện yêu thương của Chúa? Trong Chúa, thời gian không có chiều dài mà chỉ là một hiện tại bất tận. Đó phải là tuổi thọ đích thực của người lấy Chúa làm lẽ sống. Bí quyết để được hưởng tuổi thọ đó chính là sống một cách sung mãn từng phút giây Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và sống sung mãn từng phút giây chính là biết đón nhận mọi điều xảy đến trong năm mới này như một món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa quan phòng ban cho chúng ta. Phúc, lộc, thọ, đó là lời cầu chúc mà tôi xin chân thành gửi đến quý ông bà và anh chị em, và cũng là lời cầu chúc của chúng ta trao cho nhau trong những ngày đầu năm mới này. Xin cầu chúc cho mùa xuân của hy vọng vĩnh cửu vẫn luôn tiếp tục tươi nở trong tâm hồn của những ai đang ở trong xế bóng của cuộc đời. Cầu chúc cho các bạn trẻ luôn giữ được sự hăng say, tinh thần lạc quan, niềm hoan lạc trong tâm hồn. Cầu chúc các em thiếu nhi luôn là ngọn đuốc của vui tươi hồn nhiên và luôn hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Cầu chúc cho tất cả những ai đang gặp đau thương thử thách tìm được nghị lực và sức sống trong mùa xuân mới này. Cầu chúc tất cả mọi người phúc, lộc, thọ. Và với lộc xuân lời Chúa mà chúng ta sắp lên đây rút, không phải tìm sự hên xui may rủi như là xin xăm, xin quẻ, nhưng mà là tìm thấy thánh ý Chúa trong đời mình. Chúng ta sẽ đón chào năm mới trong nguyện ước bình an cho hết mọi người và cho chính chúng ta. Giờ đây xin mời đại diện mỗi gia đình một người chúng ta lên rút lộc xuân lời Chúa.
trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Anh chị em thân mến, theo truyền thống dân tộc, Tết Nguyên Đán là thời gian thiêng liêng nhất của hết thảy chúng ta. Trong niềm vui chung của đất nước, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Ngày xuân đã trở về, trên quê hương Việt Nam yêu quý của chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh Việt Nam trong năm mới này luôn được bình an và hiệp nhất, không ngừng phát triển và mãi mãi đồng hành cùng dân tộc. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhậm đời chúng con. Tất cả mọi người Việt Nam đang chung sức xây dựng một xã hội công bằng, ấm no, hạnh phúc, trong đó mọi người yêu thương và tôn trọng nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho nỗ lực cao quý này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Ngày đầu năm mới là ngày mừng tuổi ông bà, cha mẹ và những bậc cao niên trong họ hàng thân thuộc, cũng như chúc Tết bạn bè thân thiết. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thực hiện lời chúng ta cầu chúc nhau trong những ngày xuân mới. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Chúa nhận đời chúng con. Sống bình an mạnh khỏe, hạnh phúc tràn đầy, nhất là sống trong tình thương Chúa. Đó là những ước mơ nồng nàn nhất của từng người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ước mơ của cộng đoàn giáo xứ chúng ta sớm trở thành hiện thực trong năm mới này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã gìn giữ chúng con hồn an sắc mạnh suốt năm qua. Cúi xin Chúa hằng thi ân giang phúc cho chúng con, để năm Bính Thân này gia tăng nơi chúng con lòng nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em chúng con, nhất là những người nghèo khổ bần hàn trong xã hội. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin dâng lên Ngài mùa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lời Chúa, Chúa đã trao cho loài người chúng con trách nhiệm trông coi vũ trụ. Nay chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa những lễ vật đầu xuân, chọn lựa trong tinh hoa của ruộng vườn. Xin cho chúng con không ngừng cảm tạ tri ân và chu toàn sứ mệnh làm chu trai đơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thần là chính đáng phải đau và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sáng tạo muôn loài trong vũ trụ và sắp đặt cho thời tiết bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau. Riêng con người Cha đã tác tạo nên giống hình ảnh Cha và cho điều khiển mọi công trình kỳ diệu trong hoàn vũ để họ thay quyền Cha làm chủ mọi loài. Và khi chiêm ngưỡng những kỳ công Cha đã thực hiện, họ hát mừng ca tụng Cha luôn mãi. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, chính vì thế chúng con dâng lời cảm tạ Cha và cùng với triều thần thiên quốc tuyên xưng Cha là Đấng toàn năng và tung hô rằng: Lời Chúa, Chúa thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa tanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể tương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa,
Chúa chịu chết và sống lại. Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antôn chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các thân nhân, ân nhân, các linh hồn Agatha, Antôn, Augustino, Đa Minh, Gioakim, Gioan, Giuse, Ine và Matta, Lazaro, Madalena, Maria, Paulo, Phêrô, Simeon, Teresa, Thomas và Vicente mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự ơn nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tướng người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha suy đến, ý Cha Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Amen.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Trong nắng xuân hồng, đàn chim hót
chặt dao. Ông vua tàn cùng tiếng sông lại người mơ có được niềm vui mãi con người. Vua thiên đường chúa muôn loài chúa của xuân mang ước mơ đêm ngàn câu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân mình và máu thánh Đức Kitô, xin Chúa thương thực hiện lời chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày xuân mới mà tuôn đổ trên chúng con muôn phúc lộc đầy tràn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Trọng kính Cha Phaolô quản sứ và Cha Giuse phó sứ. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Xuân khứ, xuân lai, xuân bất tận. Xuân đến, xuân đi, xuân lại về. Thời khắc giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới vừa diễn ra. Mùa xuân đã về trên quê hương đất nước thân yêu. Mọi sinh vật, hoa lá, cỏ cây cùng chuyển mình với cộng đoàn giáo xứ chúng ta, hứa hẹn sẽ đón một năm mới tràn đầy sức sống, niềm tin và hy vọng. Trong giây phút thiêng liêng và đặc biệt này, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ Mân Côi muôn vàng lời cảm tạ vì hồng ân mà Thiên Chúa và Mẹ đã ban cho giáo xứ, cho quý cha và cho cộng đoàn. Kính thưa quý cha, kính thưa cộng đoàn, 365 ngày trôi qua mang theo nhiều cung bậc, giai điệu đầy cảm xúc thánh thiên. Trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và dưới sự điều hành, chăm sóc, dạy dỗ, dìu dắt của hai cha và cộng tác của các hội dòng mến thánh giá, con Đức Mẹ phù hộ, tận hiến, hội đồng giáo xứ, các đoàn thể, các giới, các nhóm, các hội đoàn, các ca đoàn, ân nhân, giáo xứ đã có nhiều đổi mới, đẹp cả về thể xác lẫn phần hồn. Các hoạt động bác ái, chăm sóc bệnh nhân, giúp đỡ người nghèo, các sinh hoạt mục vụ luôn được quý cha quan tâm đặc biệt, đã tạo hiệu ứng rất tốt trong mọi thành phần của giáo xứ. Từ đó, đời sống đạo đức thánh thiện được nâng cao, sự quảng đại hy sinh cộng tác cũng được lan tỏa đến mọi người. Kính thưa cha sở Phaolô yêu quý của chúng con, giáo xứ phát triển và tươi đẹp rất nhiều cho đến ngày hôm nay là do bao công sức hy sinh cha đã đổ ra. Điển hình ngôi nhà thờ Vinh Sơn Liêm xinh xắn sẽ được sức dầu cung hiến vào ngày mùng 9 Tết này. Gác đàn được sửa chữa khang trang đẹp đẽ, nhiều hạng mục trong nhà thờ cũng được nâng cấp. Qua bao năm tháng bên cha, giáo xứ chúng con chiêm nghiệm ra rằng hồng ân tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ Tân Hà là có được cha sở Phaolô, là vị mục tử nhân lành luôn hết mình vì đàn chiên. Thưa cha, cũng giờ này đầu xuân năm ngoái, cha đã nói với chúng con là cha cảm thấy hạnh phúc khi ở giáo xứ Tân Hà. Còn đối với giáo xứ chúng con, thật là diễm phúc được Chúa đưa cha Phaolô đến giáo xứ này. Nếu Thiên Chúa ban cho giáo xứ chúng con một điều ước, chúng con sẽ xin Ngài giữ cha mãi mãi ở với giáo xứ chúng con. Kính thưa quý cha, trước thềm năm mới Bính Thân, con xin đại diện giáo xứ kính chúc quý cha luôn tràn đầy ân sủng Chúa, dồi dào sức khỏe, nhiều sáng kiến trong sứ vụ người mục tử chăn dắt đoàn chiên. Kính chúc quý sơ, quý tu sĩ nam nữ được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria, nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thăng tiến trong đời sống thánh hiến của mình. Kính thưa cộng đoàn, nhìn lại một năm qua, chúng ta luôn cảm tạ Chúa và cảm ơn nhau vì bộ mặt của giáo xứ được phát triển mạnh mẽ cả về chiều sâu và chiều rộng. Hội đồng giáo xứ, các đoàn thể, các giới, các nhóm, các hội đoàn đã hăng say tham gia hoạt động đạo đức và bác ái của giáo xứ. Các hoạt động bác ái được duy trì và phát triển, thể hiện tinh thần con một cha,
anh em một nhà. Trong đó, việc đóng góp xây dựng nhà Chúa bằng cách này hay cách khác luôn mang lại kết quả thiết thực, góp phần mở mang nước Chúa nơi trần gian. Điều đó chứng tỏ hoa trái đức tin luôn triển nở dồi dào nơi giáo xứ này. Nguyện xin Thiên Chúa giúp sức và đốt nóng thêm tấm lòng nhiệt thành và hy sinh của quý vị, và mong rằng quý vị tiếp tục quảng đại cả tinh thần lẫn vật chất trong các công việc của giáo xứ và giáo hội. Trong không khí vui đón xuân Bính Thân, tôi xin đại diện cộng đoàn kính chúc quý cố, quý ông bà, anh chị em, những người xa xứ, xa quê hương được tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng, một mùa xuân an lành và hạnh phúc sẽ tỏa lan trong giáo xứ, và Chúa Xuân sẽ đến với từng gia đình của quý vị để xuân sang cội phúc sinh nhành lộc, Tết về cây đức chỗ thêm hoa. Sau hết, thay mặt giáo xứ, chúng con xin dâng lên hai cha những bông hoa thấm đượm hương sắc mùa xuân, bày tỏ lòng yêu mến, tri ân và chúc mừng năm mới của chúng con. Xin mời cộng đoàn ngồi ít phút thôi. Thưa cha phó, các tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em, năm Ất Mùi như vậy là đã qua đi, nhưng mà vẫn còn để lại trong chúng ta những dấu ấn tình yêu thương của Chúa và của mẹ Maria bổn mạng. Biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho giáo xứ Tân Hà chúng ta trong suốt năm qua, nhưng mà ơn lớn lao nhất vẫn là ơn bình an và hiệp nhất trong giáo xứ. Cha con vẫn yêu thương đoàn kết cùng nhau nỗ lực để chung tay góp sức xây dựng giáo xứ của chúng ta. Chúng ta xin tạ ơn Chúa. Xin cảm ơn cha phó, các tu sĩ, các ông trong hội đồng giáo xứ, các đoàn thể, các giới, các nhóm, các ca đoàn, các hội đoàn, các ân nhân và toàn thể anh chị em giáo dân về những hy sinh cố gắng phục vụ Chúa và phục vụ giáo xứ trong suốt năm vừa qua. Giáo xứ tốt đẹp, đoàn kết, phát triển là nhờ sự cộng tác của tất cả mọi người chúng ta. Trước hết, khi nhìn lại năm cũ, chúng ta nghe vọng lên nỗi niềm biết ơn. Chúng ta biết ơn những gì đã lãnh nhận. Và nếu suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy trong năm qua chúng ta đã lãnh nhận rất nhiều, bởi vì chúng ta là những kẻ thiếu thốn, luôn cần đến người khác, cần để sống, cần để nên người, cần để thắng lợi. Từ nụ cười cho đến tình thương, từ lời chào cho đến tiếng khuyên, tất cả những gì chúng ta nhận lãnh đều là những viên gạch để xây dựng nên cuộc đời của chúng ta. Một năm mới lại bắt đầu, năm nay năm 2016 là năm Bính Thân, năm cầm tinh con khỉ, một loài động vật khéo bắt chước và hay làm trò cười, và người ta hay gọi là trò khỉ. Và chuyện kể rằng sau khi chết thì con khỉ nọ liền đi gặp Diêm Vương để xin kiếp sau được làm người. Diêm Vương nói như một mệnh lệnh: muốn làm người, ngươi phải nhổ hết lông trên thân thể ngươi đi. Nói xong, Diêm Vương kêu lũ quỷ đè khỉ ra mà nhổ lông, và mới bị nhổ một sợi lông thôi thì con khỉ đã la lên đau chết đi được. Nghe vậy thì Diêm Vương mới cười to và nói: một sợi lông thôi cũng không muốn nhổ thì làm sao mà làm người được. Thưa quý ông bà và anh chị em, đúng vậy, làm người thật là khó, không dễ chút nào. Sống đúng con người lại càng khó hơn. Con khỉ phải nhổ hết lông mới có thể làm người, thì chúng ta cũng phải nhổ hết các thói hư, tật xấu thì mới nên người. Và Chúa Giêsu đã bắt chúng ta nhổ hết lông để nên người. Ai không từ bỏ mình, không vác thập giá mình mà đi theo ta thì không thể làm môn đệ ta được. Có vậy thì mới nên hoàn thiện và có lòng thương xót như Chúa Cha được. Từ bỏ chính mình thật là khó, nhưng mà phải bỏ, bởi vì đó cũng là triết lý của năm mới này. Tống cựu, nghinh tân, bỏ cái cũ nếu nó xấu và đón cái mới nếu nó đẹp. Dĩ vãng kêu gọi chúng ta hãy biết ơn, tương lai kêu gọi chúng ta hãy tiến bộ,
đó là sứ điệp mà chúng ta ghi nhận trong dịp đầu xuân này, khi chúng ta đứng ở giáp ranh giữa năm cũ và năm mới. Xin tạ ơn Chúa về năm cũ và xin Chúa chúc lành cho toàn thể giáo xứ chúng ta trong năm mới đang đến. Xin chúc một năm bính thân thành công và an lành. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn.